Thưa quý vị, những cái giấy tờ để mà chúng ta cần chuẩn bị cho cái chương trình mà 25.000 dành cho người mua nhà lần đầu tiên thì chúng ta nên chuẩn bị cái gì? Thì Trí xin hôm nay cái clip hôm nay xin giải thích để quý vị biết là cần chuẩn bị những cái giấy tờ gì để chúng ta có thể qualify cho 25.000 khi mà chính phủ duyệt ha. Rồi về cơ bản thì quý vị biết đó, nếu mà quý vị mua một căn nhà, quý vị mua nhà mới hay là nhà cũ gì cũng vậy, hầu hết rất nhiều người là vay tiền, rất nhiều người là vay tiền. Thành ra mình chuẩn bị cái giấy để mình lấy được 25.000 cũng như mình chuẩn bị cái giấy để mình vay tiền nó như thế nào ha. Thì về cơ bản cái quy trình vay tiền thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị những cái giấy tờ gì? Cái cơ bản nhất là cái driver license này, cái social này, cái thẻ xanh hoặc là quốc tịch này, cái địa chỉ hiện tại của mình này. Rồi thí dụ nếu mình có địa chỉ khác trong vòng 2 năm thì mình cung cấp cho đủ trong vòng 2 năm. Rồi những cái giấy tờ mà liên quan tới cái khả năng mình có thể vay nợ ha. Thì cái khả năng vay nợ, thí dụ mình làm ra một tháng 2 ngàn, 3 ngàn, 4 ngàn, 5 ngàn gì đó chẳng hạn á, thì thông thường là mình sẽ được quyền lấy là một nửa của số tiền mình làm ra để cho mình vay tiền ha. Thí dụ như mình làm 4 ngàn thì mình được quyền lấy 2 ngàn ra để trả cho cái tiền mua nhà. Gồm có là tiền vốn, tiền lãi, tiền bảo hiểm nhà, tiền property tax, đó là tiền thuế nhà đất đó, và tiền HOA, đó là năm cái khoản tiền đó cộng lại. Rồi thì để mà chúng ta biết được cái tiền đó mình vay được bao nhiêu thì quý vị sẽ chuẩn bị là hai cái năm khai thuế ha, hai cái năm khai thuế. Rồi nếu mà quý vị có W2 thì chuẩn bị W2, còn không thì 1099 thì nó dựa vào cái hồ sơ khai thuế. Rồi ngoài ra thí dụ nếu mình có nợ cái gì thì mình coi thì mình có nợ cái gì, mình có nợ xe đây vậy hay không đó, thì mình chuẩn bị để mình biết chừng là mình trả, nếu mà cần thiết thì mình có thể trả cái tiền nợ xe. Nhưng mà cái tiền nợ xe đó là nó cho phép là dưới 10 cái payment thì không bị tính. Thí dụ quý vị có mua xe mỗi tháng quý vị trả một vài trăm gì đó mà quý vị còn nợ khoảng gần một năm, tức là dưới 10 payment thì phần nợ đó không có bị tính ha. Rồi còn trên thì chúng ta phải coi thử kết hợp với cái người làm loan để mà cấu trúc sao cho cái phần đó nó không không bị tính nhiều vô trong công nợ để cho quý vị có thể mượn được tiền ha. Thí dụ như quý vị mua cái nhà 200 ngàn, 300 ngàn, 400 ngàn gì đó thì cái phần mà mình vay á, mình coi thử mình vay được bao nhiêu. Rồi số còn lại thì cái số còn lại, thí dụ giả sử mình vay cái nhà ba mình mua cái nhà 300 ngàn đi, mình vay mình bỏ vô 20% là 60 ngàn, còn lại 240 là mình vay chẳng hạn. Mà trong 240 đó mình có được 25.000 tiền hỗ trợ từ từ cái chương trình của chính phủ thì sẽ giúp cho mình là mình còn khoảng 200 ngàn gì đó thôi chẳng hạn đó, tức là mình sẽ vay 200 ngàn rồi mình có cái tiền đó 20 mấy ngàn, rồi mình có cái tiền down vô của mình là 60 ngàn chẳng hạn đó. Thì cái quy trình về cơ bản những cái giấy tờ thì y chang như một cái quy trình mà mình làm loan, thì mình chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ đó. Rồi để qualify cho cái chương trình chính phủ á, thì cái bảng thuế nó sẽ giúp cho mình là chứng minh với cái chính phủ là mình nằm ở dưới cái mức median income ha, dưới 120% của mức median income, thì cái bảng thuế sẽ giúp cho mình qualify được cái phần đó là tầm một. Cái thứ hai á là cái citizenship, hoặc là cái thẻ xanh thì cho biết á là mình sẽ là người gốc Vietnamese chẳng hạn đi, thì mình sẽ qualify cho cái phần mà nó gọi là economically cũng như là socially disadvantaged, tức là mình là thuộc dạng người minority ở Mỹ, thì lúc đó mình sẽ được thêm cái phần 5.000 đó. Thì mình qualify được cái phần income, mình qualify được cái phần mà gọi là cái dân tộc của mình. Rồi còn một cái nữa đó là first home buyer thì lúc đó đó thì nếu mà mình có cái tên gì rồi trong cái hệ thống á, thì mình phải certify, nó sẽ có những cái giấy tờ ra cho mình là mình certify, mình xác nhận là mình là người mà mua cái nhà này lần đầu tiên, hoặc là cách đây 3 năm trước đó mình có bán có cái nhà rồi mà nhưng mà mình bán rồi 3 năm nay mình không có cái nhà, thì mình cũng qualify, chứ không phải là nhất thiết phải là cái nhà đầu tiên trong đời mà là trước đây trong vòng 3 năm nay mình không có nhà thì bây giờ cũng được xem như là first home buyer ha. Rồi những cái đó đó là có khi họ không cần phải có những cái gì mà search ra đâu, mà mình đúng như vậy thì mình sẽ verify, mình xác nhận như vậy đó để mình ra. Thì
tập hợp hết tất cả những cái giấy tờ đó quý vị chuẩn bị. Thí dụ thuế thì quý vị cũng xem là mình có hay chưa, năm ngoái lỡ mình lục, mình đau thất lạc rồi mình tìm lại. Nếu mà được á, là quý vị sẽ nên bây giờ á, là chuẩn bị á, là quý vị sẽ scan tất cả những cái giấy tờ đó, bỏ vào trong một cái file nào đó, thì khi cần là mình gửi đi cho nó tiện ha. Cái Trí Ngô có làm một cái cách là giới thiệu cái cách mà scan bằng cái iPhone thôi, không có cần máy in máy scan gì luôn. Tức là trong cái iPhone của mình nó có cách là mình scan giấy tờ, mình scan mình bỏ lại rồi đó nữa, hoặc là mình scan xong mình gửi cho cái người làm loan, mình nói họ bỏ vô cái hồ sơ sẵn, chuẩn bị sẵn, khi mà có là submit liền. Tại vì thí dụ như chương trình đó nó có ra, nhưng mà giả sử họ quy định là bao nhiêu tỷ đó thôi chẳng hạn á, thì mình cũng tranh thủ mình nộp cho nó kịp thời, đúng không quý vị? Tại vì cái quy trình mua nhà là nó dài, ngoài cái việc vay tiền là còn cái việc là mình đi vô cái contract, hợp đồng mua như thế nào, bao lâu đóng rồi như thế nào, thì có thể cái video kế tiếp á, Trí sẽ giải thích cái quy trình mà mua nhà quý vị cần cái gì, cái cách mà quý vị vô cái contract như thế nào, rồi bao nhiêu ngày làm loan, có option phí là cái gì, thì Trí sẽ giới thiệu thêm một cái clip đó nữa để cho quý vị có cái idea. Tại cái người mua nhà lần đầu thì rất là mơ hồ, không biết là mình phải down bao nhiêu, mình phải có những giấy tờ gì, thì cái video kế tiếp Trí sẽ giải thích thêm cho cái phần đó cho quý vị, để cho cái video này nó ngắn để quý vị biết được là quy trình cần chuẩn bị giấy tờ gì cho cái việc là chúng ta có thể xin được 25.000 từ chương trình Grant của chính phủ. Vâng, nếu quý vị có thắc mắc gì thêm, quý vị có thể comment trên cái channel YouTube của Trí Ngô MBA, và đặc biệt là Trí Ngô sẽ cập nhật liên tục chương trình này khi mà ra, khi nào chưa ra, có những cái update như thế nào. Thành ra nếu quý vị muốn biết là liên tục, quý vị muốn có mỗi lần Trí Ngô có cái video quý vị thấy liền, thì quý vị có thể bấm vào cái nút là subscribe thì quý vị sẽ thấy được liền. Hoặc là nếu mà phone của quý vị mà có cái chữ tiếng Việt á, thì nó là cái nút đăng ký ha, quý vị sẽ có được cái thông tin từ cái channel của Trí Ngô MBA. Vâng, chúc quý vị luôn luôn có nguồn tài chính ổn định và sẽ có căn nhà mơ ước trong tương lai gần. Xin chân thành cảm ơn.